Kính thưa quý vị, Phái đoàn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quan tâm đến vụ án của các thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do. Kính thưa quý vị, luật sư của blogger Điếu Cày, ông Hòa Huy Sơn vừa cho Đài Voa biết vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, hai nhân viên thuộc nhóm công tác về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại khu vực đã tiếp xúc với ông trong vòng một tiếng đồng hồ để tìm hiểu về phiên xử ba blogger bao gồm anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn sắp diễn ra trong tháng này. Các nhân viên Liên Hiệp Quốc đã hỏi về tình trạng giam giữ và diễn biến của vụ án. Họ cũng nói rằng họ quan tâm đến vụ án này và sẽ làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tìm hiểu về vụ án. Theo thông báo của Tòa án Nhân dân tại Sài Gòn, thì phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 9, sau 3 lần đình hoãn trước đây. Luật sư Nguyễn Quốc Đạt, người bảo vệ cho chị Tạ Phong Tần, cho biết trong thông báo nhận được từ chính quyền Cộng sản Việt Nam về thời điểm phiên xử có một nét mới so với các thông báo trước đây, đó là trong quyết định đã xác nhận sẽ có 9 nhân chứng, trong khi trước đây vấn đề triệu tập nhân chứng chưa bao giờ được tòa án đề cập đến, cho dù các bloggers và luật sư của họ đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu. Trong danh sách 9 nhân chứng ghi trong thông báo của tòa án có tên của nhà hoạt động trẻ Nguyễn Tiến Trung, người đang chịu án tù 7 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Vụ bắt giam và đưa ra xét xử ba bloggers thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nhà báo tự do là ông Điếu Cày, anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần nêu bật tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đang bị công luận quốc tế tố cáo là đang ngày càng tồi tệ hơn. Blogger Điếu Cày đã được đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton nhắc tên khi đề cập tới hiện trạng vi phạm nhân quyền và quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.